Tỷ tỷ đạp gió 2023 chia vui sốc khi được nghe fan Trung nói điều này. Mới đây, cộng đồng mạng đã không khỏi thích thú trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vô cùng đặc biệt của Chi Bu và cộng đồng người hâm mộ tại Trung Quốc. Chính nàng ca sĩ cũng sốc về điều này. Sau khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia vào chương trình đạp gió 2023 tại Trung Quốc, Chi Bu đang là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Với phong độ thể hiện ổn định, nàng ca sĩ đã chinh phục được nhiều khán giả trong nước, đồng thời cô còn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt đến từ người hâm mộ của đất nước tỷ dân. Tất nhiên, mọi hình ảnh động thái của dòng ca đóa hoa hồng luôn được cộng đồng mạng quan tâm hết mức. Cụ thể, mới đây khi vừa nhìn thấy Chi Bu xuất hiện với trang phục đơn giản đang từng bước tiến xuống cầu thang thì một bàn khán giả người Trung Quốc liền hô lớn Chi Bu em yêu chị bằng tiếng Việt vô cùng sành sỏi. Có lẽ vì muốn gây ấn tượng với nữ ca sĩ nên bạn fan này đã không ngại việc học tiếng Việt để bày tỏ tình cảm của mình dành thần tượng. Khoảnh khắc này khiến cộng đồng mạng tại Việt Nam vô cùng thích thú vì tinh thần đua idol đến nơi đến chốn của các fan Trung Quốc. Trước đó không ít lần Chi Bu từng khiến người hâm mộ tại Việt Nam bất ngờ khi được hàng trăm khán giả tại Trung Quốc vây kín, chen chúc để được giao lưu và tặng quà cho nữ ca sĩ. Điều này đã phần nào minh chứng được sức ảnh hưởng của Chi Bu tại quốc gia này trong suốt thời gian qua. Cách đây không lâu, trong một phiên trò chuyện trực tuyến, Chi Bu đã trải lòng về màn trình diễn đầu tiên của mình trong chương trình Đạp Gió 2023. Dòng ca Nơi Ở Lại cho biết toàn bộ khán giả trong phần trình diễn khi ấy đều im re vì không hiểu cô nàng đang hát gì. Lý do là vì ở buổi công diễn đầu tiên, Chi Bu đã lựa chọn hát tiếng Việt ở phần lớn các đoạn trong ca khúc Đóa Hoa Hồng. Thế nên điều này đã khiến cho các khán giả tại Trung Quốc có phản ứng khá êm ắng. Ở công một chẳng hạn, khi đó mình trình diễn cứ đến đoạn mình hát là không có ai reo hò, hò hét gì cả vì mọi người không biết cô này là ai cả, cô nàng tâm sự. Chi Bu cũng cho biết thêm, khi đó cô cảm thấy khá rụt rè khi nhìn thấy phản ứng lúc ấy của khán giả. Thế nhưng cuối cùng nữ ca sĩ cũng đã hoàn thành tiết mục chào sân một cách trọn vẹn. Mặt khác, Chi Bu cũng tiết lộ rằng qua một số buổi công diễn thì khán giả tại Trung Quốc cũng đã dần biết đến cô và tìm hiểu về nữ ca sĩ. Giọng ca Nơi Ở Lại không giấu được niềm vui và sự hạnh phúc khi chia sẻ về kỷ niệm được khán giả xứ Trung gọi tên sau đêm diễn thứ hai. Qua từng phần công diễn thì lại thấy là có nhiều người ủng hộ mình hơn, nhiều người biết đến mình hơn và rất là support mình trên các trang mạng xã hội. Cho đến bây giờ mình cảm thấy rất vui khi được mọi người chào đón rất nhiều. Mình cảm thấy đó là một niềm tự hào của bản thân khi tham gia vào chương trình Đạp Gió. Lúc đầu hơi nhút nhát và nhiều lo lắng một chút, nhưng cho đến bây giờ thì mọi thứ cũng đã diễn ra một cách suôn sẻ. Những chia sẻ của Chi Bu về hành trình tại Đạp Gió 2023 trong buổi giao lưu khiến khán giả không khỏi thích thú. Mặc dù từng nhận về không ít ý kiến chỉ trích chê bai từ khán giả khi đá sân sang lĩnh vực ca hát, nhưng không thể phủ nhận Chi Bu là một người đẹp có nhiều tài lẻ của V-pop như nhảy đẹp, rap ổn, đàn tốt, dám thử thách bản thân với nhiều bộ môn như múa cột, đu dây trên không. Chính sự cầu tiến cùng khát khao được thể hiện bản thân mà nhiều người đã phần nào chấp thuận danh xưng ca sĩ của Chi Bu. Trước đó, trong một đoạn clip thuộc chương trình Đạp Gió 2023, Chi Bu đã thẳng thắn tâm sự với đàn chị Cung Na Lâm rằng đôi khi em chỉ muốn mình hát tốt hơn. 5 năm trước khi em trở thành ca sĩ, rất nhiều người đã nói em đừng hát nữa, bạn không thể trở thành ca sĩ đâu. Em thích cảm giác được đứng trên sân khấu, em cảm thấy tự tin khi đứng trên đó bởi vì mọi người sẽ biết Chi Bu là ai. Đàn chị cũng nhanh chóng an ủi nàng ca sĩ và cho rằng Chi Bu là một ca sĩ tài năng. Cô khẳng định đàn em của mình sẽ làm được tất cả bởi cô nhìn thấy được sự chân thành và ý chí bền bỉ của Chi Bu, minh chứng cho lời khẳng định của nữ nghệ sĩ. Chi Bu đã có màn đu dây xuất sắc trong Đạp Gió sau đó. Cuối năm 2022, Chi Bu thông báo khoảng phát hành album và tạm dừng việc ca hát tại V-pop. Nguyên nhân được nhiều người đồn đoán là các dự án của cô không gây được tiếng vang, nhận về nhiều ý kiến tiêu cực vì bị đánh giá phản cảm sáo rỗng. Cho đến hiện tại, nữ ca sĩ vẫn không hề có bất cứ động thái nào cho việc quay trở lại đường đua âm nhạc. Ngoài việc góp mặt ở show truyền hình tại Trung Quốc, người hâm mộ cũng đang hy vọng sẽ được nhìn thấy Chi Bu tái xuất trên thị trường âm nhạc Việt Nam hoặc tiếp tục góp mặt trong một chương trình tầm cỡ tại nước nhà.